Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Tư pháp sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022 bằng hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu tại các tỉnh thành trên cả nước. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì hội nghị phía đầu cầu Hà Nội. Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành tư pháp đã bám sát chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các chương trình, kế hoạch công tác, các nghị quyết chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của đất nước và từng địa phương. Công tác xây dựng pháp luật nói chung, công tác thẩm định rà soát văn bản quy phạm pháp luật nói riêng đã được các bộ ngành quan tâm, chú trọng. Công tác truyền thông phổ biến về chính sách pháp luật mới được tổ chức thực hiện hiệu quả. Tỷ lệ hòa giải thành công trong các vụ việc ở cơ sở đạt được ở mức cao. Báo cáo thăm luận chuyên đề về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết 06 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực hộ tịch. Lãnh đạo Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các quận huyện, phường xã trên địa bàn thành phố đã tích cực tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tập trung triển khai các dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch đến người dân. Qua đó, các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã thực hiện đăng ký khai sinh cho 6.306 trường hợp, đăng ký kết hôn cho 2.567 trường hợp, đăng ký khai tử cho 3.511 trường hợp. Tuy nhiên, vẫn còn khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực hộ tịch, như khi thực hiện đăng ký dịch vụ công trực tuyến, một số công dân gặp trở ngại do chưa được đăng ký tài khoản và chưa có ví điện tử. Việc cấp số định danh cá nhân trên phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp thường xuyên bị lỗi, cấp chậm số định danh cá nhân, ảnh hưởng đến thời gian thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đồng thời gây ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.